Giờ Đây giờ trúng tận tỷ 8 là cho gì 7-50 triệu. Rồi cô giữ lại nhiêu? Tôi giữ không biết nhiêu đó, rồi tôi đi kêu dì Bảy thì dẫn tôi đi xuống chùa. Rồi chùa nào mình lại mình cúng chừng không nhiều nha. 500 mà chùa nào mình cũng đi hết. Ăn cúng chứ để tội chết. Rồi gặp chú Nghĩa là thề không có cho nhiều nha, cho hai chồng 50 triệu nữa. Trời. Những câu chuyện đời nhiều bất hạnh, những nỗ lực đi tìm con đường sống cho mình và người thân, những tình cảm sẻ chia từ lòng nhân ái, xoa dịu nỗi đau thương hướng đến một tương lai. Tất cả hãy cùng chung tay với bà con nghèo, hãy đến với chúng tôi. Dạ, mến chào quý cô chú anh chị các bạn trở lại kênh Nghĩa Phước Vlog. Nghĩa xin gửi lời chúc quý cô chú anh chị các bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc bên gia đình ạ. Thưa chú anh chị, hôm nay Nghĩa đang có mặt tại tỉnh Vĩnh Long. Và cái nội dung video ngày hôm nay Nghĩa xin gửi đến quý ông bà cô chú anh chị về hình ảnh của cô chú Năm, cô chú anh chị. Thì cô Năm này ngày trước cũng Nghĩa cũng có chia sẻ nhiều video. Cô thì do cuộc sống khó khăn phải đi ra ruộng bắt ốc bắt cua, không may thì bị sét đánh cô chú anh chị. Nhưng mà cô ấy thì không có ảnh hưởng nhiều về cái tính mạng, nhưng mà sức khỏe thì bị ảnh hưởng rất là nhiều. Cũng như là thời gian có thời điểm thì cô cũng bị rắn cắn, rất là nhiều cái biến cố thăng trầm trong cuộc đời cô. Và cô thì bị tật ở cái tay đi đứng cũng rất là khó khăn. Và thời điểm hiện tại thì chú là trụ cột trong gia đình, nhưng mà chú thì không may đi đẩy dừa cho người ta bị té rồi gãy chân. Chú hiện nằm một chỗ của chú anh chị. Hôm nay được sự trợ duyên của quý Mạnh Thường Quân, quý nhà hảo tâm, Nghĩa quay trở lại đây để thăm gia đình cô chú, xem cuộc sống như thế nào, cũng như lời hứa của cô ngày trước cô chú anh chị. Cô từng hứa với Nghĩa là cô sẽ cố gắng để nấu nướng cho chú ăn. Tại vì Nghĩa cũng xin thưa cô chú anh chị là từ nhỏ tới lớn cô chưa hề nấu ăn. Chỉ mọi việc coi trong gia đình là chú, ngoài việc kiếm tiền cũng như là chặt củi nấu cơm đều chú hết. Hôm nay Nghĩa quay lại trở lại đây để thăm cô chú. Mời quý ông bà cô chú anh chị tiếp tục video của Nghĩa. Dạ con chào chú. Hôm nay chú khỏe không? Cũng đỡ rồi. Rồi bữa nay con thấy chú ngồi được rồi đó hả? Hôm rồi mình cũng đắp thuốc của ông thầy đó hay sao chú? Đắp thuốc luôn à. Đắp rồi bắt đầu bỏ đắp hoài. Bây giờ cái giò dầm chưa có nhúc nhích được. Dạ. Chỉ là mình ấy thôi, lết lui rồi cho nó ấy đỡ vậy thôi. Chứ đặng cho nó đỡ nhức, nó không nhức thôi. Giờ mình thấy cái hoàn cảnh gì mình cũng không biết làm sao này, nó vậy đó, vậy thôi chứ còn không có làm cách nào được hết. Là mình giờ mình nhúc nhích thì được. Nhúc nhích được thôi chứ mình không có bước tới bước lui được. Dạ. Bước quá động quá cái tối nó nhức chờ ngủ không có được. Đêm nào cũng thức rồi sáng đêm viết mình thấy càng ngày càng ốm, càng ngày càng xuống. Dạ. Mấy đứa cháu lại nó thăm vậy nó là trời ơi, nó thấy nó rớt nước mắt nó trời ơi. Thấy ổng thấy tội nghiệp ở trời, một lần ổng đi đứng này kia nọ giờ ổng ngồi một chỗ. Đó, giờ cũng không biết làm sao thôi, giờ cũng ấy thôi, giờ cũng không biết làm sao nữa, vậy đó, dò cẳng về vậy đó, nằm chỗ bả thì thật nguyền. Ôm mà cũng khó khăn, cơm nước này kia nọ, cũng không biết làm sao. Yeah. Hồi trước là tôi gánh vác được, chứ giờ thôi thua ngọn chỗ gì. Đó, rồi thấy vậy thôi, cũng không biết làm sao. Nghĩa cũng xin giới thiệu quý ông bà cô chú anh chị, đây là chú Năm. Thì trong gia đình là mọi việc trong gia đình ngày trước á, là chú Năm làm tất tần tật hết, từ cơm nước giặt giũ chặt củi và đi kiếm tiền. Thì trong một lần
đi làm thuê cho người ta thì chú đẩy bằng chiếc xe gùa để mà chở dừa, chẳng không may thì nó trật cái lỗ đan thì cái chú bị gãy cái xương đùi này cô chú anh chị. Thì chú nằm đây, thì trong khoảng thời gian đó gia đình rất là khó khăn cô chú anh chị, khó khăn từ tiền bạc vật chất cho đến những cái bữa cơm hàng ngày, tại vì cô Năm thì không có nấu cơm được, không có làm đồ ăn được. Từ khi mà chú Năm gặp cô Năm tới bây giờ là những việc trong nhà là chú Năm làm hết. Cô chú thì có một người con gái cũng nghèo khổ đi làm ăn xa. Hiện giờ thì cô chú chỉ sống căn nhà này chỉ có mình cô chú thôi ạ. Chú ơi cho con hỏi là hôm trước cái video mà con vô trao tiền đó, con có nói là cô Năm tập nấu ăn để mà lo cho chú, chứ không phải là mỗi ngày mình cứ chạy mình kêu hàng xóm như thế nào thì cũng không có tiện chú ha. Rồi mấy ngày nay cô nấu được không chú? Thì bà cũng tập lần nghe, còn bà hồi trước bà không có làm gì được hết á. Giờ chỉ là bà mận cái gì nhẹ nhẹ thôi, giờ tay chân bà cũng nhức, bà tê. Rồi tối cái bơi lên, ghen bà ngủ không được, mình thấy cũng nóng lòng, mình không biết làm sao. Tại mình giờ mình ngồi có một chỗ một ha. Như trời ơi, thấy mình biết muốn khóc gì chứ giờ biết làm sao giờ. Tay chân bà giờ nó cái tay bà giờ còn cà giật vậy đó. Nó đau bà thấy, rồi bằng đêm bà ghen quá trời. Rồi mình thì ngủ không được, bả ngủ cũng không được, nó đau quá trời, thấy tội nghiệp bả. Giờ không biết làm sao, tay chân bả yếu ớt này kia nọ cũng không biết làm sao, điện đài bả không dám gới gì được hết á. Hồi trước giờ tôi làm không à, giờ chỉ là đó vậy đó, giờ chỉ có mình. Giờ bả thế lại là bả làm vậy, rồi ban đêm bả ngủ không được, bả nhức, rồi có khi bả khóc. Rồi mình nằm đó vậy mình chịu thôi. Đó, lăn lộn hai bà lăn lộn lại vậy thôi, chứ rồi cũng không biết làm sao. Nửa đêm nửa hôm mình đâu có nhờ ở sớm dần được, ta đâu có khi nào ta qua ta giúp mình được bằng đêm mà. Nó tự gia đình mình lo. Con thì con đứa một nó nghèo khổ, nó đi mần quá trời xa, nó không có về. Nó đây là chữ tự hai ông bà gánh vác thôi, mà giờ tôi gánh không có được nữa. Chỉ có một chỗ một thôi chứ giờ gánh gì nữa. Gánh trên giường không có gánh gì được đâu, nữa đâu. Nhưng mà con thấy thì sau khi cái chân của chú mà có lành lại đi nữa, chú cũng không làm nặng này không, được. Không có làm được, nó không được bi, cái xương nó không có liền. Chỉ là thịt nó liền nhau, là chỉ mình đi đứng, đi là quanh quẩn trong nhà thôi, chứ mình không gớ ở ngoài được, mà đi ở ngoài phải thủ. Có khi sợ nó trợn cái nữa là bắt đầu là, nó loạn cái nữa là kể như rồi cưa cái giò luôn, chứ không có cách nào được hết. Đó, vậy là thua. Đó, vậy là thôi chứ giờ không biết làm sao. Còn mấy ngày nay chú ăn uống nào được không chú? Cũng ăn cơm thì cũng đỡ đỡ vậy thôi, chứ cũng không có ấy. Cái giò giờ nó cũng không vậy. Nhưng mà lần này con vô thì thấy chú cũng ổn hơn một tí, gọi là thì hôm trước thì chú nằm không à? Thì nằm, bây giờ mình lết. Lết lên, bường lên thì cái giò giờ mình cũng đỡ đỡ thôi. Tại mình đắp thuốc lần này nữa là hai lần rồi. Thế là cũng giảm mất nào thôi. Thì mình thấy cũng đỡ, nó không có nhức nhối trong mình thôi. Chú ơi, như con hỏi là như mình gọi đầu rồi này kia rồi sao chú? Không, gọi thì ló cái đầu ra đó. Rồi cô Năm bả thì bả xối nước lên, mình lấy tay quà quà lấy bịch xù bông hưởng nước đó thôi. Sạch tha không thì chạy cho nó đỡ thôi, chứ để đầu nó dơ quá. Mình cũng gắng chịu ló cái đầu ra đó, mà gánh được cái cần cổ lên mà tới bả làm được cái đầu của mình rồi thì chắc cần cổ này muốn xúc rồi. Trời ơi, nó đau quá, bị mình kê cái đầu xuống. Chú cũng thông cảm, tại cô Năm thì bỏ con tay chân à. Nhưng mà quý ông bà cô chú anh chị thấy một cái chuyện tình rất là đẹp của cô chú. Ngày xưa thì cô chú gặp nhau thì chú vẫn biết cô là bị, con xin lỗi chú ha, vẫn biết cô là bị tật như vậy đó. Có nghĩa là cô bị cái tay bị tật hồi nhỏ luôn chú ha. Không, hồi bẩm sinh á. Cho nên là khi mà chú đến với cô là chú biết điều đó. Và con nghĩ là chú cũng biết được rằng là cô cũng không có nấu ăn đồ này kia được trong nhà. Nhưng mà chú vẫn đến với cô, vẫn đến với cô, vẫn lo cho cô từ cái miếng ăn, từ giấc ngủ, từ giặt, từ cái áo, rửa từ cái chén. Rồi ngoài ra là chú phải tranh thủ chú đi làm kiếm tiền để về lo cho gia đình. Đó là một cái chuyện tình rất đẹp, một cái sự hy sinh cao cả của chú trong khoảng thời gian qua dành cho cô. Con cũng thay mặt quý ông bà cô chú anh chị cảm ơn cái tấm chân tình của chú nhiều chú ha. Con chúc chú nhiều sức khỏe. Hôm nay con đến thăm chú thì cũng mang theo món quà của quý ông bà cô chú Mạnh Thường Quân. Con cũng muốn gặp cô Năm. Giờ cô Năm ở đâu cô chú? Sao cô Năm đi đường bên đây hả chú? Đi đường này được hả chú? Đi này được luôn. Vậy con xin phép chú con vô con thăm cô nghe. Không biết bữa nay vô cô còn khóc không nữa. Cô chú anh chị mỗi lần Nghĩa vô gặp cô là cô khóc sướt mướt
Dạ con chào cô. Bữa nay mình làm món gì đây cô? Làm ấy nè. Con gửi cô cái mít ha. Cái này là cái gì đen thui cô? Cái bây giờ bầm cá. Cá bầm hả? Cá bầm rồi tính đi kho. À. Cô trời ơi, cô. Ủa chị qua cho hủ tiếu hả? Dạ. Hàng xóm. Dạ. Hay là cháu? Cháu. Cháu ha, là mình cho thường không? Thường. Có đồ ăn cho chó. Bữa nay được cái gì coi chị ha, giới thiệu ông bà cô chú. Trời ơi, hủ tiếu ngon quá cô. Cô biết làm món này không? Không, không. Bữa nào con vô con làm con ăn ha. Không biết người làm sao làm có nhỏ này như là như gì vậy đó. Chứ tôi không biết. Em cảm ơn chị nhiều nha. Dạ, bữa nay nhà mình có hủ tiếu ăn rồi cô ơi. Rồi có làm này không? Có cũng làm ha. Có cũng làm mình kho. Làm cho ông bà cô chú coi luôn. Hôm trước cô hứa với con là lần sau con vô là cô sẽ làm món này món kia đó. Kiểu như là hồi trước cô chú anh chị thì cô không có làm được gì hết á. Mỗi lần chú còn khỏe thì chú làm. Còn mỗi lần khi mà chú bệnh rồi đó thì mỗi lần nấu nướng này chạy qua kêu cô bảy cái bên. Chạy qua làm. Không ngày cô làm được món gì rồi cô? Bằm cá. Rồi kho đem xuống dưới kho. Không còn ngoài đó món gì nữa cô? Rồi mình do cô rồi mượn gì bảy bắt lên. Chứ không dám xài. Cô có kho cá, kho thịt gì không? Có. Làm được ha. Làm được hết trơn rồi mà đều hơi chậm. Con hỏi cô đừng nói ai nha. Cô làm ngon không? Trời ơi là ăn thường chứ không biết ngon. Chú có khen cô không? Được. Trời ơi thấy bà về tội nghiệp quá. Chê cái gà ổng nhịn đói luôn à. Đôi khi những cái thật lòng nó mới tiến bộ đó chị. Tại vì khi mà chú nói bà làm này mặn quá, ngày mai cô sửa lại. Không có, có gì ăn lấy hả? Dạ. Nhà chị cũng gần đây hả? Gần kia. Dạ. Là thỉnh thoảng mình có cái gì ngon ngon có đó chạy qua đây. Đem cho. Chị có thể chia sẻ giúp em là với ông bà cô chú anh chị là cái hoàn cảnh của cô chú này như thế nào chị ha? Trời ơi thì ổng cũng khổ bà, ổng đi mượn mướn đó. Dạ. Rồi té đó. Dạ. Muốn gần 2 tháng rồi đó. Dạ. Có đi được đâu. Dạ, cái câu chuyện đặc biệt thì cô Năm bị tật cái tay nè. Đúng rồi. Rồi đi đứng cũng rất là khó khăn. Cái tay với cái giò. Dạ. Rồi có một cái điều ngày trước là cô cũng chia sẻ với em á, là có khoảng thời gian cô bị sét đánh mà cũng không chết. Nói một câu dân giả vậy đó. Dạ. Còn bữa nay là cô kho cá này ha. Bữa nay con đồng hành với cô để xem cô kho cũng như là gửi hình ảnh đó đến ông bà cô chú xem ha. Được không cô? Được. Dạ. Rồi con mời cô với con đi. Mình kho đâu cô? Kho ở đâu cô? Kho ở dưới đó. Dưới. Cái chỗ hổm cô nấu đây con cầm cho. Cái nồi này nồi gì cô? Nồi này kho. Kho nước đó nước gì cô? Nước mắm. Mình để sẵn nước mắm nồi vậy hả cô hả? Rồi mình đi ngã này đi, tôi đây bị mang dép nè. Dạ. Con bỏ dép chển cho nên con đi đường này. Cô bưng được không? Được. Cái này cá đâu mình có cô Năm ha? Cá này người ta cho. Người ta cho mình ha. Ở dưới trời người ta sẽ cho. Cũng như là mùa này người ta bắt được cá nhiều cái người ta cho mình. Dạ. Bà con ở đây con thấy cũng thương cô đó. Tôi có nhỏ cháu này nè. Đi ra đây nè. Nhỏ cháu kém bên đó. Dạ. Nó đi mà ấy. Nó mà nó lần nào nó cũng cho đồ ăn hết trơn. Dạ. Cô có cho địa chỉ cho con cho chị đó không? Đang chỉ cho con. Không. Cũng là cái bếp cũ cô ha, cái chỗ quen thuộc nè. Ôi củi hôm đó chú chặt tới giờ còn hả cô hả? Cô có chặt thêm không? Mà tùy chị Bảy, chị tôi về nè. Là dì Bảy chỉ cho cô chặt về. Cô chặt hả cô bó? Tôi chặt rồi dì Bảy dì bó. Là về cô chặt vậy rồi dì Bảy bó. 11 tập bó luôn. Là con tay bó không được. Con xin lỗi cô. Cô chú anh chị cô thì bị tật có một tay một vậy đó. Làm rất là khó khăn cái từ đi đứng cho tới những cái công việc hàng ngày cô chú anh chị. Rồi hôm nay cô cũng giặt đồ mình lên vậy ha, cũng lấy bằng chải trà vậy đó. Lấy bằng chải trà. Dạ. Mà cho trời ơi, cho ba xà bông mừng quá trời mừng. Đợt trước con cho hả? Ừ. Dạ. Rồi giặt đó.
Mưa này củi nó có bị ỉ gì không cô? Không, không. Dạ. Thường là bữa nào mà giấc này cô cũng mới làm cơm làm nước đâu cô hả? Mới làm cơm nước. Để con gắn cái mít lại cho nó. Rồi. Ăn về hơi trễ không cô? Về cũng 10 giờ rồi. À, mà ăn vậy hà giấc sáng thì mà ông tội uống nước trà đường á. À. Rồi ông vậy được rồi. Là giấc sáng chú Năm uống trà đường. Rồi cô uống cái gì cô? Tôi uống cao huyết áp không mà. À, uống thuốc á ha cô. Ừ. Dạ. Rồi tụng nghiệp mà ông là trời ơi bà đi coi chừng té nha. Tôi là trời. Ráng đi chứ ông sao giờ ông ơi. Hồi đó nhận tụng nghiệp bà vợ chồng tôi nói là thôi. Thấy nhỏ này hiền quá trời. Cứ dạ. Thì không thôi mấy con kia. Rồi nó hung dữ gì nó ăn hiếp thằng này nữa. À, à. Là mẹ chồng của cô cũng ngày xưa là sợ người khác mà người phụ nữ khác là ăn hiếp chú. À, còn tôi thấy cô hiền quá nên tôi là mến thôi cô. Hôm má ơi, tôi không có gì dám tội chết. Không có dám hung hổn với chồng rồi ha. Hung hổn. Trời đánh chết ta. Tôi còn bị đó. Dạ. Để xét. Vậy mà tôi còn bị phải hung hổn. Không, con nghĩ đó là một cái tại cô đi trúng ngay cái lần xét thôi. Cái ảnh hưởng từ trường. Rồi. cô Bảy nói cô rồi phải trời đánh là cô ngẫm cô đeo rồi. Tại cái lúc mà trời mưa rồi cái từ trường nó ảnh hưởng nó chạm ngoài đó rồi nó xét nó đánh thôi chứ đâu phải là mình bị trời đánh. Cô Bảy nè, cô Năm nói là cô Bảy chỉ bó giờ cô Năm đây hả cô Bảy? Nhà má coi lá dừa đó. Ông ổng mà đó lá dừa đó. Ông cô kiếm gì nữa cô? Không có kiếm thì bưng cái nồi. Được không cô? Được. Trời ơi, nó ấy dữ lắm. Cô ngồi xuống đi. Rồi có gì kêu có cái gì con kêu con đem lại cho. Đó. Cô vừa ngồi vừa quay mặt ra chút nghe cô cho ông bà cô chú anh chị thấy cô luôn. Rồi mình vừa chụm vừa trò chuyện ngày hôm nay xem là những cái món ăn cô làm là được cái gì gì cô kể ông bà cô chú nghe cô Năm. Kho cá. Dạ. Rồi nấu canh. Nấu canh là canh bí. Dạ. Rồi cơm đồ đó. Nhưng mà con thấy cái tay cô vậy nè, cô mần cá được không? Được. Dạ. Được mà điều hơi lâu. Dạ. Hồi nãy chú nói với con đó là mỗi lần gọi đầu mà chú thò cái đầu ra ngoài giặt đó. Rồi cô gọi xong rồi chú muốn gãy cái cổ luôn. Trời ơi, ông là mỏi. Dạ, mình đem lâu hết cô ha. Nó vậy đó. Rồi đó. Vậy gần hồi cái... Nước gần sôi cái mình để vô. Cái đó cô nêm sẵn hết trơn hả? Là mỗi ngày mình đem cái liều lượng mình nhớ hả cô hả? Biết nhớ hết trơn à. Dạ. Muối đường bột ngọt là vô chưa? Rồi. Để hết trơn rồi. Tao bị tao trời chân chặt nè. Tao không dám đi lên xuống 2-3 lần. À. 2 lần của mình chợt mình té chết. Dạ. Bây giờ cái đó cái mình... Nước mắm như thế nước vô đó hả? Ừ. Muối đường bột ngọt là cho sôi lên ha, để vô này vô. Ừ. Là mỗi ngày nấu là cô Bảy có rảnh thì cô Bảy qua đây. Làm tham mưu cho cô. Là chị đó. Bà hồi đó cũng vậy, cũng mẹ cưng mà không cho mần gì hết trơn. Từ hồi có chồng mới cô mới biết. À. Chị mới biết. Rồi hôm qua thấy ba củi vậy nè. Chặt. Mấy ngày nay trời nắng chặt củi được cô ha. Có bữa nay mưa. À, chặt thử coi. Chặt được này nè, này, rồi này, rồi. Là hôm đó giờ là cô mới chặt của ngày hôm qua hả? Mới chặt, biết chặt. Chứ hồi đó tới giờ mình đâu biết. Là hồi từ mấy chục năm trong đời là ngày hôm qua mới lần đầu tiên chặt củi? Ừ. Mà trời ơi, tôi chặt qua 7-21 không à. Chưa có biết đâu. Thì mình lấy dao mình chặt cô, có gì đâu. Chặt. Ông có dừa không, ông làm không. À. Cô ơi, con hỏi cô nè. Bây giờ bệnh của chú Năm á, thì như vậy thì mai này có lành lặn đi nữa, nhưng mà chú Năm không thể đi kiếm tiền được nữa. Không thể làm việc nặng được nữa, chỉ quanh quẩn trong nhà với cô thôi. Cô nghĩ tới điều đó cô buồn không? Không,
Tại vì mình hoàn cảnh mình khó khăn vậy rồi, bây giờ mình xui rủi rồi thôi. Kệ, chung chích ăn với nhau. Dạ. Yeah. Có cháo ăn cháo, có cơm ăn cơm. Chứ yeah. Bây giờ nói làm sao giờ. Hồi đó ông đi mần quá trời. Bây giờ mình phải kệ. À, mình gắng ấy nhau. Rồi ai nào thương thì cho này kia ăn. Tội nghiệp người ta thương nha, người ta cho cá. Điều yeah. Cá không nãy nha, cá bằng hai ngón tay và hai ngón tay vậy nè. Cá văn lưới mùa nước mà cô đâu có lớn đâu, đồng mình cá sặc cái này kia thôi. Cá sặc tụi đó, còn cá tôi bầm. Cái này là cô bầm đấy hả? Cái gì bẫy vậy đó, trời ơi, bà bầm vậy ngon hả? Được cô bẫy khen rồi đó. Hồi đó tới giờ, trời hồi đó nha, con gái bà cha không biết mần gì hết trơn. Dạ. Yeah. Tôi là trời ơi, tôi khổ có biết mận gì hết trơn. Bà vợ chồng tôi bảo là kệ, nó không biết mận vậy, nó thương mày. Còn nhiều người nữa nó về nó thấy mày sống, cái nó bỏ mày, nó chửi mày. À là nói với chú vậy ha. Dạ. Rồi ông là... Nhưng mà con thấy cuộc sống gia đình mình ở phía trước á, nó sẽ khó khăn hơn về mặt kinh tế đó cô. Có nghĩa là ngày trước chú đi làm ngày 100 mấy 200 ngàn vẫn có cái tiền để mình sinh hoạt hàng ngày. Còn như bây giờ chú không đi làm được nữa thì những công việc nhà thôi, thì cái nguồn thu nó sẽ không còn ở mức góc độ đó. Trời ơi tôi, trời ơi mày, chú ơi, tại là bằng đêm tôi khóc biết. Nhưng mà là lúc lúc đó thì thôi, lúc hổm á cô có chia sẻ với con á là ai có mướn bằng cỏ gì ngày mấy chục ngàn gì cô cũng đi làm, hôm đó giờ có ai gọi kêu cô mướn gì không? Là thấy mẹ ở nhà rồi làm sao nó đi lại đái nó hỉa. Thôi mẹ ở nhà đi, có gì ăn đấy. Vì vậy là thôi rồi, thấy bà tội quá. Trời, cô khóc luôn hả? Nghĩ tới cuộc sống gia đình mình ở phía trước còn nhiều cái khó khăn cô ha. Thấy tội quá. Hồi ông mận tiền biết nhiêu. Bây giờ ông đã bệnh gì còn đâu có tiền. Hồi ông mận 200-300. Người ta mận, người ta kêu ông mà để đất đó 200 ngày vậy đó, 200 ngàn. Giờ với 200 thì tôi biết, 500 tôi không có biết. Dạ. Tôi thấy tôi khổ. Hồi đó tôi sao sẽ... Phải ông đừng có đi. Phải tôi không có tiền bạc, phải ông đừng có đi mượn mướn thế này kia. Nhưng mà nhà cô không có ruộng đất, chú phải làm thôi. Nhưng mà con thấy thì tuổi của chú cũng lớn rồi đó cô. Năm nay chú nhiêu tuổi cô? 72. Là cái tuổi lớn rồi thì chú, tại gia đình mình khổ quá khó khăn quá nên chú đi làm vậy thôi, chứ tuổi chú cũng không còn sức khỏe nhiều để đi làm những công việc nặng nhọc đó nữa cô. Tại vì ông bà cô chú anh chị có thể thấy đó, hiểu được cái hoàn cảnh của cô chú, thì vừa người ta bẻ xuống là mình phải đem bỏ lên chiếc xe rùa, bỏ lên xe rùa đẩy ra những ngày mưa rồi trơn trượt nó cũng rất là khó cô ha. À, cô dò vậy đó hả cô? Cái đó là mình kho cá đó không? Kho cá. Giết tiêu trong này rồi. Dạ, ý bột. Là cá không chứ không có này kia cô ha. Với bột ngọt đồ rồi, với này kia rồi. Nó vậy cái này. Nó chín ăn. Vì Bảy dạy đây nè, cô biết đâu. Vậy trên video con, cô Năm cảm ơn dì Bảy đi. Thôi cảm ơn dì Bảy nha, dì Bảy. Hy vọng là dì Bảy nghe được những lời này ở trên kênh YouTube của Nghĩa. Nó, cái này nó đâu có dính nữa đâu. Đó, mần bắt trước dĩ mần đó. Đó. Rồi những lúc mà cô Năm làm cá thì cũng làm một tay hả cô hả?
là một tay với cái tay này bợ bợ lên đó. Dạ. Sao ngồi xuống không không vậy? À, không nói thấy đường. Không thấy ở trong cái nồi hả cô? À, bị gì mình thắt nè rồi cái mình làm nó không đều. Dạ. Để không đều cái cá cái chỗ chín cái sống. Cái này là cá bằm kho lạc. Cá kho lạc. Dạ. Vậy mới ăn ông không ấy được. Dạ. Ông không găng. Dạ. Nhưng mà con thấy đây bà con xung quanh cũng thương cô chú nhiều. Ừ. Trời ơi mình ở đời mà chú Nghĩa ơi. Mình đừng ở đời mà hơn thua người ta đâu có thương. Dạ. Nó cho này cho kia cho nọ cho bí cho này kia gì đó. Dạ. Nhưng ban đêm cô chú ngủ á, niệm Phật nhiều để hồi hướng những cái việc người có. Ta giúp mình cô ha. Có. Cũng như mình luôn. Mình lại Phật tối cái đốt nhang lại Phật cầu trời niệm Phật. Dạ. Nhiều cá này cũng nhiều á cô Năm. Cho nhiều lắm. Dạ. Rồi chụp. Nó ra trời vô rồi bà bầm sao bà mừng bà tới chắc tới chiều quá tới ra mình mừng từ từ là con hỏi cô một câu tế nhị và thật lòng ha. Nhiều cá đó cô bầm khoảng bao mất bao thời gian bao lâu cô Năm? Ta mà từ 6 giờ đắp thuốc cho ổng rồi 7 giờ đắp thuốc khăn rồi cái mà lấy ra rồi cái là đi mần rồi cái bắt đầu bầm. Là hồi nãy con lại lúc đó là 10 giờ là cô còn mới vừa sống ha. Mới vừa xong. Có nghĩa là khoảng gần 3 tiếng đồng hồ. Ừ. Ai cũng nói trời ơi, có một tay bầm rồi làm sao đứt tay chết. Tại là không có. Mình làm từ từ, cái gì cũng từ từ đi. Dạ. Yeah. Mình nhờ trời Phật phù hộ mình thì vậy nói vậy đó, nhờ Phật trời hộ chứ mình đâu hồi đó tới giờ mình đâu có biết mần ăn như thế này. Con thấy còn cô Năm ơi, lúc này là một bữa cơm rồi, cô Năm ăn được mấy chén cơm cô ha? Trời ơi, ăn có hai chén. Hai chén chứ chú ăn được nhiều không cô? Ông ăn chừng hơn hai chén. Dạ. Tôi kêu ông gán ăn đi chứ còn ông không gán thì tôi kệ tôi. Chứ trời ơi khổ lắm. Hết chưa? Còn hai cục nữa. Cho hết để vô đi, cho nó sôi chút rồi nó sôi. Con hỏi cô Năm này, như không có cô Bảy, cô Năm làm được không? Được, mình gắng cố gắng, mình dạy lần á. Với dạy lần mình biết, mình hất bọt đâu. Dạ. Giờ tới hết bọt rồi, hồi nãy cái này nó cũng mau chín cô Năm ơi. Dạ. Cái này sẽ mau chín. Bọt đổ vô thau. Thôi hất cho đó đi. Hey, cô chú anh chị cũng đồng cảm với cô Năm. Mỗi lần làm đồ ăn là cô Bảy phải đứng ở ngoài đó chị. Còn nếu như không có con là cô Bảy vô đây chị luôn hả cô Bảy? Thôi cố gắng tập cô Năm ha. Có những ngày nào mà cô Bảy đi đám tiệc không có nhà thì cô ấy cũng phải tự làm. Chị ông Bảy qua. Trời ơi. Ông chị. Ở đây vậy gì Năm ơi. Đó, chị Năm ơi chị không. Mà vậy đó. Đó. Rồi con hỏi cô này, như khi mà nó chín rồi đó, cái nồi nóng vậy đó, rồi cô sao cô bưng lên được cô Năm? Cái ghế. Để rồi lên tôi, cái ghế này. Rồi tôi lấy cái nồi nhắc. Nhưng mà con thấy cô đi khó khăn đâu này kia nữa. Kệ, mình đi từ từ. Cái nào nhiều quá bưng không nổi. Kêu. Bưng không nổi là kêu mấy cô gần hàng xóm mình ha.
kêu nhỏ nhỏ hồi nãy đó với chị Bảy. Chị Bảy không có ở nhà là kêu nhỏ đó. À. Chị chạy lại. Mà nó tội nghiệp lắm. Tối ngày nó đó. Nó buôn bánh mì nha, hai ổ bánh mì. Tôi là qua mua hoài tội chết hả chị ba mày ơi. Trời ơi, bà vậy ai có chấp nhận bà đâu. Chờ con cá tôi còn không biết kho nó theo. Yeah. Đốt lá dừa nãy ra hoài đó. Chứ ổng làm cháy phân nhỉ. Dạ. Con xin lỗi cô ha. Tại vì con thấy như vậy nè. Cũng như là trong cuộc sống đã không có mang cho cô lành lặn giống như những bao người phụ nữ khác. Ở cái tay với chân. Nhưng mà cuộc sống này cũng mang lại cho cô nhiều thứ tốt đẹp. Như là mang lại cho cô là có chú rất là tốt. Sống bên cô. Hồi đó ai cũng nói hồ mày ai cứ mày. Tôi là kệ, tôi ở đây với má tôi. Là bà chết rồi sao? Tôi là kệ, chết rồi tôi ở mình. Tôi lăn lóc ta cho này kia ăn. Rồi tôi có gì bảy cái bên. Tôi nói vậy rồi mấy bà kia cự. Rồi khi mà biết được chú tới hỏi cưới cô đó, cô mừng không? Mừng chứ. Tại vì mình trong tâm tưởng là mình nghĩ là không có ai cưới mình cô ha. Tôi là thôi, không ai cưới tôi đâu. Vì vậy đó, rồi tôi nói với má tôi vậy đó, hồi đó bác còn lần đó. Yeah. Thôi bà ơi, tôi ở với bà, ai cưới tôi. Đó là, gửi đâu mai đâu mày. Thôi đừng cụm chụm nữa cô ơi, chụm nhiều con hồi nó gần chín rồi đó. Sơ rồi. Cô chụm hồi cái nó dư củi. Tại là cười muốn chết đi, ai cũng không nói hết trơn. Tao á, đừng đổ mấy chết nữa. Mấy người kia nói là trời ơi, mà bà mặn vậy rồi nữa, rồi bà mặn dâu người ta nói, thôi, kêu ông ở đây hả? Là lúc mà chú hỏi cưới cô có giao với chú vậy không cô? Có. Cô nói sao cô? Ở đây hả, chứ không có mà... mặn đâu, không có đi qua bển đâu, qua bển rồi chị em mặn dâu đó. Người ta thấy người ta nói chứ mà chị em mặn dâu đụng cũng được lắm. Mặn gì là không có chồng. Là cô với chú có về bển như đám tiệc rồi cô có về bển không? Có. Rồi khi mà về bển rồi cô mấy chị em bạn dâu người ta làm với bếp rồi cô làm công việc gì cô? Con xin lỗi con hỏi cô câu đó. À rồi mình lặt rau này kia vậy bà. À lặt rau. À cái gì mình biết mình làm ha. À, rồi cái mấy chị em bạn dâu nói là thôi chị ở không đi. Mặn gì? Dạ. Trời ơi là thôi. Không mặn kỳ lắm. Coi tội nghiệp bà chồng nha. Lần trời ơi. Tội nghiệp vợ con bé nha. Đừng chụm nữa cô. Đừng chụm nữa. À. Cô chụm hả? Đóng củi rồi luôn á. Nói chuyện là gứa ta chụm tay. Nó hiền. Trời ơi, bên bển là thú gia là gái của chị xui đó. Người nào cũng hiền hết trơn. Nhỏ dạ. Út cũng hiền, ai cũng hiền. Dạ. Là cô ở đây, cái điều đó là điều may mắn cô gặp phải đó. Ừ. Cũng như trong xóm này, rồi em của cô bên bảy, cô ba, cô tư rồi này kia, rồi cháu cô ai cũng thương. Là có nghĩa là nãy con trở lại câu nói con nãy là đời đã lấy cho cô cái tay không có nguyên vẹn, cái chân không nguyên vẹn, nhưng đời cũng bù đắp lại cho cô là có chú, có chị em của cô, láng giềng hàng xóm thương cô, luôn sẵn sàng giúp đỡ cô khi mà cô cần. Dạ. Trời ơi, tội nghiệp lắm. Thôi đừng chụm nữa. Cô đừng có chụm nữa, gần chín rồi. Chín rồi à. con ngồi đây con nói chuyện với cô, ngồi cô chụm hết đóng củi luôn. Tại vì cái này nó mau chín lắm cô ơi. Thấy nó nhiều nước mà. Ráng ăn uống nha, mà lo cho ổng nha, để ổng nằm chỗ một đó. Rồi cái không ăn uống cái lỡ đau bệnh cái trời ơi không ai gì ấy nữa. Nhưng mà con thấy cuộc sống phía trước cô nằm với chú á rất có nhiều cái khó khăn, là bây giờ là không còn cái nguồn thu nào nữa hết trơn. Vườn mình có được cây gì bán không cô Năm? Có hai cây dừa. Hai cây dừa. Ừ. Chứ mới trồng dừa, ổng mới trồng dừa đó. Dạ. Yeah. Thôi đừng chụm nữa cô. Để dầu năng nói chuyện. Chưa. Thôi cô đừng có chụm nữa, đừng có gợi vô cái củi nữa.
Không, để cho cạn cạn nước ha. Hơi nhiều nước ha. Thôi đừng gờ. Ngồi thôi, lấy ghế ngồi cho. Dạ, dạ được. Rồi hôm nay cô có đi bắt ốc, đi bắt cua gì không cô? Không, không dám. Dạ. Ông ở nhà, ông mắc tái mắc ỉa rồi ai lo. À, cũng như nhà canh chú ha. Rồi ví dụ như là những cái công việc như củi đốt mình trước sân mình ra mình chặt được nhiêu được, thì lúc nào chú cần mình chạy vô. Dạ. Vì vậy chị chỉ là. Thôi cô. Thôi, đừng chụm nữa. Để cho nó cạn cạn nước đi. Nhiêu củi đó là cạn rồi đó cô. Nhiêu đó được rồi, hết nhiêu đó được rồi. Để sống nhận không? Dạ không đâu. Sống rồi mà sống. Nước ra cô để nhiều mà nó ngập lên chân mà. Ờ, à, chín luôn rồi cô. Chín luôn rồi. Cái chút nó cho nó chắc ăn. Sắc sắc chút một chút hay ăn. Dạ. Để không chín cây. Hai vợ chồng. Rồi ông gói lá dừa nè. Còn tôi. Trời ơi, chụm cho nó cháy phật lên. Cô để kêu kêu vậy đó, chín. Con hỏi cô nè, cô có mong ước điều gì ở cuộc sống phía trước mình không cô? Tôi phía trước tôi đây thôi, không ai cưới tôi đâu. Không, ý là cô có mong ước điều gì nữa không á? Không. Không mong ước gì trơn ha. Không, tôi là thôi. Ông ơi, ông cưới tôi rồi, ông gì ông đừng có bỏ tôi nha. Không, là trong cuộc sống mình khó khăn như vậy đó. À. Giờ thiếu thốn này kia, cô đừng có chụm đó. Rồi, cô có mong ước điều gì không? Có mong ước gì không? Cho có tiền bạc đồ lắm. Cho có mận, có tiền, có tiền bạc. Cho lo cho ông mạnh giỏi này kia. Đừng chụm nữa cô ơi. Nhiều củi đó cháy là lâu lắm đó. Okay. Nhờ có tiền nhờ. Nhờ cả mà cậu giúp đỡ tôi mang ơn biết nhiều. Tôi tầm tùng đêm tôi nói với trời với Phật nha. Trời chúa. Trời chúa cho khiến ta có mà bán giấy số này này nha, kệ mình nhín gà mình mua mình tâm. Cái gặp tôi nói với gì vậy là gặp chú Nghĩa ha, mình kệ mình cho chừng mà với tỷ trúng tỷ mình cho nhiều mình nói rồi mang ơn hai vợ chồng hang gì vậy ha. Rồi tôi cho gì không nhiều nhận cho gì 50 triệu thôi, còn nhiêu tôi đi cúng chùa. Tôi nói vậy giờ trúng tận tỷ 8 là cho gì 70-80 triệu. Rồi cô giữ lại nhiêu? Tôi giữ không biết nhiêu đó. Rồi tôi đi kêu gì vậy thì dẫn tôi đi xuống chùa. Rồi chùa nào mình lại mình cúng chừng không nhiều nha, 500 mà chùa nào mình cũng đi hết. Đặng cúng chứ để tội chết. Rồi gà gặp chú Nghĩa là thề không có cho nhiều nha, cho hai vợ chồng 50 triệu nữa. Trời. Rồi con khoan, con hỏi cô nè, nào giờ cô có mua vé số không? Không. Lâu lâu quá. Năm thảo gì trời ơi. Không có mua vé số. Rồi sao trúng được cô? Dạ vì tỷ mà ta đây có lợi mà. Mua đi rồi mua gửi chúng rồi đó. Cái mình cũng như trời Phật xui khiến cái phần số cô tới được trúng cái tờ vé số đó. Rồi. May mắn vậy đó. Rồi con sao con cháu ơi. Con cháu ở xóm đó ha. Dạ. Dương nhỏ hồi nãy tao mà anh thiệt mày nha. Tao cho mày 5 triệu rồi tao cho đầu tệ xóm đầu kia ai cho tao này gì kia đó. Cho người 5 triệu. À là ngày xưa giờ ai cho mình cái gì mình nhớ hết trong đầu rồi. Người đó cho ăn ký cá, người kia cho ăn bó rau đồ này kia thì nhớ hết. Thì cứ mỗi người đó sẽ được 5 triệu. Sao con nhiều vậy cô? Hả? Sao con được 50 triệu nhiều hơn trong xóm mình? Để gì giúp đỡ. Hai vợ chồng giúp đỡ. Thôi giờ con nói cô nghe nè. Con cũng mong là cô thực hiện được điều ước đó. Con là chỉ đi tới con là nhịp cầu nói thôi. Cô cảm ơn một tiếng quý Mạnh Thường Quân ngày hôm trước đã giúp cô ngày hôm trước đi. Cũng như ngày hôm nay cô quay câu nói đi con. Tôi nói thiệt với nha. Mạnh Quân giúp đỡ tôi mong ơn biết nhiêu tôi cầu trời niệm Phật. Miễn tôi có trúng số nhưng tôi cũng mà Mạnh Thường Quân đó ha. Tôi cũng cho lợi không nhiều nha. Là cho lại Mạnh Thường Quân luôn ha. Mạnh Thường Quân bên Mỹ làm sao mình chạy bệnh mua cho hay sao cô? Vậy cậu á. Gửi thơ.
cái thôi. Gửi, gửi cho vậy đó, cũng như tôi vậy đó. À. Gửi cho đều không có nhiều, mình giúp đỡ, ta giúp đỡ mình giúp để không có tội. Để mình ăn rồi mình quẹt mỏ với gà người ta thì sợ tội lắm. Dạ. Yeah. À, hổng giúp cô là có cô Ánh ở Canada, Bắc Phước ở bên Mỹ, rồi chị Hồng gì ở bên Mỹ nữa. Cũng rất là nhiều ông bà cô chú. Rồi cái nữa. Là mình gửi lại hết luôn hả cô? Gửi mà không có nhiều. Gửi người 500 vậy đó mà đều mình góp lại rồi mấy người kia nữa. Dạ con thưa quý ông bà cô chú anh chị, đó là một cái câu chuyện, cái mong ước của cô Năm thôi, chứ thật ra thì quý ông bà cô chú Mạnh Thường Quân đã giúp cho cô với chú rồi. Chắc con nghĩ là quý Mạnh Thường Quân cũng không có muốn nhận lại điều đó. Trời ơi, nhưng mà con cũng mong rằng cái mong ước của cô thành hiện thực cô ha. Đằng trước nhất là cô Bảy có 50 triệu, con cũng có 50 triệu. Rồi, bị gì vậy nha, hai người giúp. Dạ. Rồi tôi nói trời ơi, con tôi nó khổ, tôi cho nó hơi nhiều chút. Còn dạ. Tôi, thôi, mày cho mày giờ tao giấy 200 đi. Là cho hết rồi đưa coi tiền cho con cô. Rồi con cô đưa đi, cô lấy tờ giấy 200 là được rồi. 500 cô không biết xài. Rồi với dì Bảy, giờ gửi dì Bảy đi. Chứ hai chồng tôi đâu có biết. Có ông biết chứ tôi, sao tôi ngu quá trời à. Đi trả từng tiệm người ta mà người ta la. Trời giấy này giấy 500. Dạ hả? Tôi tưởng có 200 à. Tại nào giờ cô không xài tiền? Không. Dạ. Chính rồi đó cô. Okay, chính chưa? Chính rồi mà kệ để cho nó rút nước chút nữa. Dạ. Tôi ta là rồi ổng nói. Thôi giờ nhắc lên đi để ngồi hoài thôi. Đi lên bỏ tay đi. Để đây được không cô? Chú ăn cơm chưa? Con bưng cho. Đây con bưng cho. Ổng chưa ăn giờ đâu. Bỏ đây đi. Bỏ tay đi. Nó không có cạn đâu. Dạ. Rồi hai cô cháu lên con bưng cái này cho. Thôi để tôi bưng cho. Vừa đi. Là cô chú anh chị thì mong ước của cô Năm giờ là sao mà trời Phật xui khiến nhau mà cho được trúng được tỷ số. Cho bà con láng giềng những ai mà từng cho cá cho rau cô Năm là cô Năm cho lại hết. Rồi đem cho mỗi một cảnh chùa là 500 ngàn. Cho cô Bảy 50 triệu, cho Nghĩa 50 triệu. Rồi những ông bà cô chú Mạnh Thường Quân hôm trước đã gửi yêu thương cho cô Năm á, thì cô Năm cũng sẽ nhờ Nghĩa gửi thơ qua bên nước Mỹ, qua bên Canada để gửi tiền làm quà lại cô Năm nha. Trời ơi. Chú đói bụng chưa? Chưa ha. Hồi sáng là cô Năm nói là chú uống trà đường hả chú? Uống trà đường. Dạ. Yeah. Uống trà đường vậy đó, sáng uống bữa nào uống thuốc vô. Dạ. Yeah. Nó hút vô rằng nó đỡ cái nhất cái giò cho nó đỡ vậy thôi để nó lấy cái nó nhất. Con hỏi chú một câu thật lòng nè, đây chẳng có cô Năm luôn ha. Hôm rồi cô Năm nấu chú ăn ngon không chú? Cũng ngon, ăn thì ăn thì phải ngồi chỗ thì ăn nè ấy gì biết sao. Khen tiếng cho cô Năm có động lực để mốt nấu nữa. Cháu mình ăn thì ráng ăn. Tại ngồi bên chỗ nữa cái bụng nó không có đói. Dạ. Nó chỉ ngồi lết tới lui vậy chứ bụng nó không có đói. Dạ. Thì lao động được, chứ phải lao động được á thì mình ăn nhiều. Dạ. Đó, mình ăn này kia nọ nhiều, còn cái này mình không ăn được hết trơn. Gì sáng thì bảo quậy người ta trà đường vậy đó, để đó thì cắt nước uống vậy đó, chứ không làm gì đâu. Dạ. Còn cái nồi cơm này là mỗi lần cô nấu là cô phải nhờ cô Bảy hả cô? Nhờ. Cô do. Do. Tôi do rồi cái tôi mượn gì Bảy. Bảy do mà ngọt quá trời. Bị cho gạo quá rồi hơi nhiều đó rồi mình ăn ít đó, ngọt. À lâu ngày bị mọt cô ha. À. Bữa nấu có miếng gì nè. Ăn từ sáng tới chiều, rồi chiều hấp lại chứ bảo đâu có làm cách nào nữa. Yeah. Vì Bảy có khi rảnh đó thì gì chạy qua, còn không rảnh gì có khi công chuyện bển tùm lum trơn. Còn bà đem bà để lên bà hấp lại rồi bà bắt cái ghế đó là mỗi lần bà bắt lên cái đó là tôi sợ bà chợt á, cái ghế mũ á. Yeah. Bà đi ghim điện trên đó là tôi sợ bà chợt á. Yeah.
nó bà chợ cười không biết làm sao, bụng bà chợ có môn tôi ngồi đây tôi khóc thôi chứ không có cách nào giờ làm sao chụp được bà được. Dạ đúng rồi. Đó, con giò làm sao nhảy xuống nó chụp. Đó, cái ghế này bà bước lên, bà bước xuống thì có khi sợ cái ghế nó là cái ghế, cái mũ. Đó, người ta nói sao không hạ cái ổ điện xuống rồi trời ơi trời ơi. Tôi có giò làm sao tôi hạ được, chứ phải tôi không có cái giò không đau thì mình gỡ miếng dán đó ra mình hạ xuống được. Đó, còn cái này ngồi chỗ về cũng phải làm gì được đâu. Thôi giờ gán gì kệ tới đâu hay tới nấy, rồi chừng nào cái giò mình nó làm lặn lại thì cũng không có đi làm gì được nữa, giờ ở chỉ chỗ thôi, đi ra đi vô trong nhà thôi, chứ mình không có làm gì được hết. Nhưng mà qua cái khoảng thời gian này á, qua cái khoảng thời gian mà chú bị tai nạn này nè, thì chú mới thấy được cái tấm chân tình của cô nhiều hơn ở ở trong cô. Chú nghĩ ngày trước con nói vậy có phải không chú? Phải. Tại vì cô đã cố gắng hết sức của mình. Đó. Thưa cô chú anh chị, thì người bình thường như Nghĩa, như ông bà cô chú thì nấu nồi cơm rất là bình thường, làm đồ ăn cũng rất là bình thường. Nhưng đối với cô là cả một cái vấn đề luôn, cả một cái sự cố gắng luôn, đúng không cô? Cố gắng dữ lắm mới làm được. Bị có con trai à? Dạ. Cái gì thì uống bốc chậm chạc hơn ra. Đó. Con trai ăn cơm thì ăn bằng muỗng, chứ không ăn cái gì được hết trơn á. Vậy ba bới vô cái tô đấy, tay nó bới vô rồi bắt đầu múc ăn. Đó. Rồi cho ăn canh thì có con trai, cái gì có con trai. Đó, do cơm thì có khi do được con tay vậy đó, sạch khéo gì cũng con tay đó. Còn mỗi lần tôi thì hai tay tôi quên, tôi vào trong này kia nọ được, trang trải được. Còn cái này giờ chỉ vì hoàn cảnh mình vậy, dùm ngồi có chỗ vậy thì thấy bà nấu rồi, nấu làm sao ăn vậy, ngon cũng khen ngon mà dở cũng phải chịu gánh. Bây giờ biết làm sao tại bà thì nhìn vậy giờ biết làm sao, đâu có cách nào đâu được đâu. Đó, giờ cũng phải chịu từ từ. Dạ. Mà sao mình cũng không có làm ăn gì được nữa, cái giò vậy nói vậy rồi, chỉ là thịt thì nó liền vô thôi, thế nó cái xương thì nó không có dính như hồi xưa nữa. Dạ. Nó tại cái tuổi nó cao quá rồi, tới bảy mấy tuổi rồi, giờ đâu có làm ăn gì được nữa đâu. Dạ. Dạ thì hôm nay con đến đây trước là thăm cô chú để xem chú là sức khỏe như thế nào, cũng như là cô những cái món ăn hàng ngày cô nấu được chưa, thì bữa nay con cũng mừng là chú ngồi vậy được rồi. Là cái thứ nhất, cái thứ hai thì cô cũng đã nấu được những món này món kia, thậm chí chặt củi. Từ từ tập thêm nữa cô ha. Và đồng thời đó thì con cũng xin gửi những yêu thương của quý ông bà cô chú anh chị đến gia đình mình ngày hôm nay. Trước tiên thì con xin gửi cái phần quà của anh Bảy ở Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, có gửi cho con 300.000 để con gửi cho cô. Cảm ơn cô quay ra đây, cảm ơn anh Bảy, chú Bảy á. Cảm ơn cậu Bảy giúp cho tôi cái quan ân, không biết chừng nào tôi trúng gió tôi đề cái quan ân chú lại nha. Anh Bảy yên tâm đi, cô Năm trúng số sẽ nhờ Nghĩa gửi thơ lên cảm ơn anh rồi gửi quà cho anh luôn. Dạ. Em nói vui anh Bảy. Dạ thì em cũng xin thay mặt gia đình cô chú chân thành cảm ơn anh Bảy ở Hóc Môn rất là nhiều, chúc anh luôn vui khỏe và bình an trong cuộc sống. Con cũng xin trích cái quỹ phần của bên con là chú Minh La ở bên nước Mỹ. Con gửi tặng cho cô chú 500.000 để vượt qua cuộc sống khó khăn phía trước. Chú Minh La bên nước Mỹ á cô. Thôi cảm ơn chú Minh La đó nha. Gửi tiền số tiền cho tôi cũng rất cảm ơn nhiều vậy lắm. Chừng nào mà tôi có khả năng có tiền có hoạt tôi cũng rất cảm ơn chú Minh La. Dạ, có qua Mỹ không cô? Hả? Có qua Mỹ không, lần nữa mình trúng số của cô qua Mỹ không? Trời, tôi đi xe mà tôi ối. Đi máy bay? Không, ôi chật chật. Trời ơi, tôi đi xe mà trên, tới trên, mà Vĩnh Long là rồi. Là vì tôi chích 500.000 tiền thuốc. Dạ, con cũng xin thay mặt gia đình cô chú chân thành cảm ơn chú Minh La đã gửi yêu thương đến gia đình cô chú để vượt qua cuộc sống khó khăn phía trước. Xin chúc chú luôn vui khỏe và bình an trong cuộc sống. Con cũng xin chích cái quỹ này là của cô nữ ở quận 6. Cô nữ ở quận 6 thành phố Hồ Chí Minh á, thì gửi tặng gia đình mình 500.000. Rồi sao cô nữ ở quận 6. Cô nữ quận 6 đó, tôi cảm ơn nhiều nha. Khi nào tôi có mà tiền có bạc đó tôi cũng mời gì đi xuống cho tôi biết. Cảm ơn nhiều nha, cô sao? Cô nữ chứ. Như vậy là nhà mình nè, với nhà cô nữ là gần nè, từ thành phố Hồ Chí Minh xuống đây có 200 mấy cây à. Vậy sao? Vậy là cô nữ ơi xuống ấp Tổng Hưng, xã Long Mỹ, huyện Tâm Bình, tỉnh Vĩnh Long nè, cô Năm mời
Bữa đó cô nấu cho cô Nữ ăn luôn nha. Dạ. Nấu món gì cô? À, thì mua thịt heo mình xào dưới này kia mình nấu. Cô nấu với cô Nữ mới ăn nha. Ừ. À, mình tóc nọc rồi cô Nữ cũng ăn với cậu Nghe nha. Rồi với hai người ăn. Dạ. Ăn cho vui, tặng cho tôi, chúc mừng cho tôi được khỏe mạnh vậy đó. Tôi nấu ăn hoài. Dạ, dạ. Lâu lâu xuống là tôi mừng dữ lắm rồi. Dạ. Như hôm bữa hổm là cậu chạy ra ngoài, trời ơi, không ghé nha. Tôi là trời ơi, tôi nói gì vậy thôi, mua lấy nước đá thì gì vậy, có cà phê gì để tới đi rồi đặng chút nữa. Coi cậu Nghĩa có ghé lại không, hai vợ chồng ghé lại mình đập nước đá mình uống rồi cho tội nghiệp cậu. Dạ, con cũng xin thay mặt gia đình cô chú chân thành cảm ơn cô Nữ ở quận 6 thành phố Hồ Chí Minh rất là nhiều. Chúc cô luôn vui khỏe, bình an trong cuộc sống. Bây giờ cô ơi, con nè, cô cầm đây. Hồi nãy là cô nói cô biết cái biết tiền á, giờ cái tờ này con hỏi cô là tờ này nhiêu? 100 ngàn. Tờ này nhiêu? 200. Cô cầm đi. Rồi tờ này nhiêu? Trời ơi, thôi. Tôi cũng biết rồi. Rồi tờ này? Tờ nó cũng tôi cũng không biết. Hai tờ này tôi không biết. Có nghĩa là 200 trở lại là cô biết. Có nghĩa là trong câu chuyện nãy cô chia sẻ với con, mà khi cô trúng số á, thì con gái cô đưa tôi tờ 200 thôi, còn 500 là cô không lấy. Ừ. Như giờ chơi giờ gì vậy? Cắt vô. Dạ. À, chú ơi, bữa nay cô chú Mạnh Thường Quân có gửi yêu thương gia đình mình á, chú có lời nào nói với Mạnh Thường Quân không ạ? Thì nói giờ cảm ơn ở trển này giúp tôi vậy là tôi cũng rất mừng ơn. Là nhiệt tình vậy thôi, tôi cũng có cái lòng hảo tâm vậy là thôi dùm mang ơn trên trển. Dạ. Đó là giúp cho tôi rồi nó qua cái cơn bệnh gì tôi cũng mừng. Chứ mình nghe nhà nghèo khổ này kia nọ mình cũng không có tiền bạc gì hết, chỉ giò cẳng dần cũng không có mận gì ăn gì được hết. Yeah. Nó vậy vậy cũng đỡ cho tôi khoảng nào thì tôi mừng khoảng nấy. Dạ. Yeah. Thôi vậy, vậy tôi xin hết cho nhiều. Dạ. Yeah. À, Nghệ cũng xin chân thành cảm ơn quý ông bà cô chú, quý Mạnh Thường Quân, quý nhà hảo tâm đã gửi yêu thương đến cô chú từ trước đến nay, cũng như lần trước luôn. Là cô Ánh rồi Bắc Phước vân vân đã gửi, và hôm nay thì có anh Bảy Hóc Môn, chú Minh La ở bên sống ở bên nước Mỹ và cô Nữ ở quận 6 đã gửi yêu thương đến gia đình mình. Con xin chúc tất cả quý ông bà cô chú luôn vui khỏe và hạnh phúc bên gia đình ạ. Đó cũng là nội dung video ngày hôm nay Nghĩa xin gửi đến quý ông bà cô chú anh chị. Nghĩa cũng không quên cảm ơn quý ông bà cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi video của Nghĩa thời điểm này. Nghĩa xin kính chúc quý ông bà cô chú anh chị luôn vui khỏe và hạnh phúc bên gia đình ạ. Cô cũng muốn nói lời gì với ông bà cô chú bên kênh con cô? Tôi cầu chúc cho mà mấy người mặn ăn, mấy người đó có tiền có bạc, mấy cả chú đó cô chú đó mà chúc mừng cho mình có tiền có bạc nên cho tôi vậy. Tôi cầu trời niệm Phật cho cô chú mạnh giỏi, cho nhiều sức khỏe, thằng có tiền nặng tôi giúp tôi mong ông biết nhiều với cậu Nghĩa hai vợ chồng cậu. Tôi giúp đỡ tôi vậy, tôi mong ông biết nhiều, không biết chừng nào tôi trúng số được tôi cho cậu Nghĩa rồi tôi mời mấy người đó xuống hết. Trúng số được là tôi mời hết trơn. Con xin phép cô, bữa nay là con về con đặt cái tiêu đề là cô Năm trúng số cho Nghĩa 50 triệu. Để ông bà cô chú xem ha. Dạ. Con xin phép con chúc cô chú nhiều sức khỏe, luôn vui vẻ, bình an trong cuộc sống. Xin phép cô chú con về. Dạ. Mà nếu mà tôi nha, trúng số rồi là tôi dứt khoát là tôi cũng nói chú là phải đi xuống cho tôi. Nhớ là mai mốt cô Nữ xuống là cô nấu ăn nha. Con hẹn cô Nữ ở nhà cô Năm nghe cô Nữ. Nấu ăn rồi cái là kệ dở thôi, vì cũng ăn giùm tôi một miếng tôi cũng được nè, với cô Nghĩa với mợ này nè. Dạ 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 thôi con xin phép con về. Thôi cảm ơn nhiều dữ lắm nha. Dạ, dạ.